Hello, xin chào anh em, và mình là Kiên đến từ máy Anh Cú Hà Nội. Rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như là đã theo dõi những video của bên mình, kênh Kiên Nguyễn, cũng như là các bạn đã theo dõi và ủng hộ cái fanpage máy Anh Cú Hà Nội. Thì hôm nay thì bọn mình rất là vui mừng vì đã đạt được là 2.000 sub. Thực ra 2.000 sub thì nó không phải là một con số gì lớn so với những cái kênh giải trí hay là những cái kênh về người ta làm công nghệ khác, nhưng đây cũng là một cái niềm tự hào, nó sự phấn đấu của tập thể máy Anh Cú Hà Nội, bản thân mình, và cũng là cảm ơn rất là nhiều anh em có sự cố gắng của anh em thì mình mới cái kênh Kiên Nguyễn thì mới có được cái ngày hôm nay. Cái con số 2.000 người ủng hộ thực ra là nó rất là lớn và nó đã vượt kỳ vọng của mình rất là nhiều. Mình không thể nghĩ được là mình đã đạt được con số 2.000 sub một cách nó nhanh chóng như vậy. Rất là may mắn là được sự ủng hộ của các bạn. Thì cái video này phần đầu tiên là mình sẽ gửi lời cảm ơn tới 2.000 người đầu tiên subscribe cho kênh của Kiên Nguyễn. Và cảm ơn anh em đã khi bọn mình ra những cái video thì đã ủng hộ bọn mình rất là nhiều, đã comment, đã chia sẻ, cũng như là đã có những góp ý, đặc biệt là những góp ý rất là chân thành về những cái điều bọn mình còn thiếu sót, cũng như là đã comment và động viên để bọn mình có thể ra những cái video thường xuyên hơn và ra những cái video nó sẽ chất lượng, nó sẽ tốt hơn để phục vụ tất cả mọi người. Và thực sự cũng là một sự cố gắng, tính ra đến bây giờ thì kênh của bọn mình được thành lập hơn một năm rồi, nhưng mà chính thức thì bọn mình làm cụ thể và làm nhiều chăm chút cho kênh được khoảng 3 tháng. Đến hiện ngày hôm nay thì là bọn mình làm được khoảng 3 tháng và được khoảng hơn 100 video. Đó cũng là sự cố gắng của toàn thể anh em Anh Cú Hà Nội và các bạn ấy cũng đã cố gắng rất là nhiều. Vì thực sự đối với các bạn thì một video một ngày, và bọn mình luôn tâm niệm đó là bọn mình sẽ phải tạo ra những sản phẩm có giá trị, mang lại được những cái kiến thức này, cũng như là mang lại được những cái kinh nghiệm, cũng như là những cái bài chia sẻ review trên tay, làm sao phải thực sự có ý nghĩa với anh em. Bọn mình thì có một cái tiêu chí là không bao giờ quăng rác đi, không quăng rác lên mạng, như vậy thì các bạn sẽ không ủng hộ. Thì đến ngày hôm nay thì cũng là đấy, sau 3 tháng cố gắng và kết quả cũng nhận được hơn 2.000 sub, vui lắm. Mà thực sự rất là vui, sáng lên tỉnh dậy thì chờ từ hôm qua nó một hơn 1.990 mấy á, chờ mãi thì đến sáng ngày hôm nay thì khi mình dậy mình xem thì mới biết là kênh đã được 2.000 sub. Và để kỷ niệm được cái việc là bọn mình đã đạt 2.000 sub này thì bọn mình sẽ có một số phần quà, cũng như là gọi là một số các nhỏ thôi để dành tặng cho anh em. Thì ở đây mình sẽ có 3 phần quà các anh em nhá. Phần quà thứ nhất đó là một chiếc túi rất là đẹp như này. Về giá tôi chắc mình không public nhá, mình chỉ biết là nó có phần quà để dành tặng cho tất cả anh em. Thì mình sẽ có 3 phần quà. Phần quà thứ nhất ở đây của mình là một chiếc túi cực kỳ đẹp như này, và là một chiếc túi chuyên đựng máy ảnh trong rất là rộng các bạn nhé. Bạn đã thấy trong một số video gần đây của mình thì mình có hay đeo chiếc túi này, đẹp lắm. Túi mới 100% các bạn nhé, có khoảng 2 đến 3 màu cho các bạn chọn. Phần quà thì các bạn vẫn sẽ được chọn màu nha. Rồi, phần quà thứ hai, cái này thì sẽ thích hợp cho ai dùng mirrorless hơn, đó là một chiếc dây Picky Design, nhưng mà hàng replica thôi nhé, không phải hàng real nhé, hàng replica, và một chiếc dây Picky Design, nhưng mà thiết kế cũng rất là thông minh, ngon, và các bạn có thể tháo nắp rất là nhanh. Và phần quà thứ ba chính là một chiếc chân Z. Cái này rất là tiện luôn á, rất là chắc chắn và tiện để anh em có thể dùng trong cái việc quay phim cũng như chụp ảnh. Thì làm thế nào để nhận được 3 phần quà này thì rất là đơn giản, bởi vì những phần quà này thì là như những cái lời cảm ơn của mình dành tới cho những anh em đã ủng hộ kênh Kiên Nguyễn một thời gian rất là dài, và nó là một cái món quà tri ân nho nhỏ mình dành cho các bạn. Thì từ ngày hôm nay cho đến ngày mùng 1 tháng 11 thì bọn mình sẽ công bố kết quả ngay ở dưới video này. Nếu bạn nào đạt nhiều like nhất, các bạn comment ở phía bên dưới nhé, nhớ nhé, sẽ phải subscribe kênh rồi này, like video và comment phía bên dưới những cái cảm nghĩ của các bạn, những cái tư tưởng của các bạn, và chỉ cần cái comment đấy đạt nhiều like nhất thì là các bạn sẽ giành chiến thắng và giành món quà to nhất, chính là chiếc túi này. Còn lại hai bạn có những cái lượng like ở dưới comment ạ, nhớ nhé, phải là like comment nhé. Các bạn comment dưới video này và cái comment đó được nhiều like nhất, nhiều like thứ hai và nhiều like thứ ba. Nhiều like thứ hai sẽ được cái này, nhiều like thứ ba thì sẽ được cái dây.
nhá. Các bạn nhớ nhá, hoàn toàn không chơi seeding nhá, nhưng hoàn toàn có thể kêu gọi bạn bè các thứ vào like giúp các bạn, làm như nào cũng được. Miễn là cái comment ở phía bên dưới bạn hãy phát biểu cảm nghĩ của bạn về cái việc của bọn mình làm video, về cái việc bọn các bạn thấy là bọn mình cần chỉnh sửa gì, các bạn sẽ góp ý thêm bọn mình cần phát triển những thứ gì thì nhá. Comment phía bên dưới video. Các bạn chỉ cần like video, subscribe kênh và comment. Cái comment của bạn được nhiều like nhất thì các bạn sẽ nhận phần quà này. Ok. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ tham gia cái chương trình này, nó cũng giống như một cái lời tri ân mình gửi tới các bạn, và sẽ chúc cho các bạn sẽ may mắn và đạt được những phần quà này. Thì sẽ không có giới hạn, các bạn chỉ cần trên một like, chỉ cần có 3 comment, và 3 comment đấy mỗi comment sẽ được trên một like thì mình hoàn toàn sẽ trao giải cho các bạn. Còn comment nào không được like thì đương nhiên là không được trao giải đâu. Và đương nhiên là trao từ trên xuống nhá. Comment nổi bật nhất thì sẽ được phần quà to nhất. Comment được nhiều like thứ hai thì sẽ được phần quà to thứ hai. Comment thứ ba thì sẽ được phần quà thứ ba. Còn các bạn dưới thì thông cảm cho mình một chút, là đợt này bọn mình sẽ chỉ có 3 phần quà dành cho các bạn thôi nhá. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều để đã ủng hộ để bọn mình có được cái ngày hôm nay, có được cái lượng sắp như thế, có được cái sự ủng hộ như thế. Và mình cũng như máy của Hà Nội sẽ xin hứa là sẽ càng ngày sẽ có càng nhiều video thực tế, video trực quan hơn nữa, video thú vị hơn nữa để phục vụ cho tất cả anh em. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình là Kiên đến từ máy của Hà Nội. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị hơn.